Xin kính chào quý vị đang đón xem tọa đàm các vấn đề xã hội. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, người dân đang xôn xao vụ việc 24 khách hàng tại Hải Phòng có sổ tiết kiệm bị báo lỗi và số tiền này lên tới khoảng 400 tỷ đồng. Và ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay tiến sĩ luật sư Lê Văn Thiệp, trưởng văn phòng luật sư toàn cầu, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vâng, xin chào ông ạ. Thưa ông, dưới góc nhìn của pháp lý thì ông đánh giá như thế nào về vụ việc này ạ? Có thể nói đây là một cái sự việc đặc biệt nghiêm trọng. Cái việc này nó đã làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ cũng như cái niềm tin của người dân. Tôi cho rằng đây là một cái việc mà nếu như không giải quyết dứt điểm và đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp của những cái người gửi tiền thì nó sẽ có cái tác động dây chuyền, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh tiền tệ cũng như là các cái vấn đề khác hỗ trợ trong cái việc phát triển kinh tế, tức là nó không huy động được nguồn lực thì sẽ không có để thực hiện được các cái nhiệm vụ khác của ngân hàng. Vậy đối với sổ tiết kiệm của người dân bị mất thì ngân hàng sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào? Theo quy định của Bộ luật Dân sự và cụ thể tại điều 597 về cái trách nhiệm của bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra. Từ trước tới nay cái việc mà gửi tiền vào các cái tổ chức tín dụng ấy thì không có cái luật nào quy định về giới hạn cả. Tức là không có hạn mức. Cái thẩm quyền cho vay của các cái tổ chức tín dụng thì có cái việc là quy định ví dụ như ở chi nhánh, phòng giao dịch hoặc là hội sở thì có cái quy định cụ thể chi tiết cái thẩm quyền cho vay. Nhưng mà riêng huy động tiền gửi thì bất kỳ cái chi nhánh nào, phòng giao dịch nào cũng đều có thể huy động được số tiền rất lớn. Nhưng không có luật nào quy định là họ phải gửi ở đâu. Thế thì rõ ràng trong trường hợp này có thể thấy rằng là cái trách nhiệm của ngân hàng họ phải chịu trách nhiệm vì họ là pháp nhân. Những người dân họ đã có cái sổ tiết kiệm hợp pháp, họ không biết và không buộc phải biết cái số tiền của mình có bị lỗi ở trong cái hệ thống hay không. Những người dân họ đã gửi tạm cả về không gian, thời gian với những người có thẩm quyền của pháp nhân. Những cái cán bộ tín dụng đó là họ là người của pháp nhân, hay nói đúng hơn là họ là người lao động của ngân hàng. Thì trong trường hợp này thì ngân hàng sẽ phải chi trả cho 24 cái sổ tiết kiệm này. Và phát sinh cả tiền gốc, tiền lãi. Thế còn nếu như chứng minh được rằng là những cái người lao động của họ mà có hành vi lừa đảo thì họ có thể yêu cầu bồi những người đó bồi thường. Thế còn người dân thì họ không biết và pháp luật không buộc họ phải biết. Ngân hàng Ocean Bank sẽ phải chịu trách nhiệm. Đối với cái ngành ngân hàng ấy, mà có cái sự khủng hoảng về niềm tin thì người dân người ta sẽ không tới ngân hàng để gửi tiền nữa và nó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái nền kinh tế. Vậy theo ông thì ai sẽ là người bị hại trong vụ việc này? Trong vụ việc này thì rõ ràng là ngân hàng mới là bị xâm hại đến cái quan hệ sở hữu. Bởi lẽ khi mà người dân đã gửi tiền, họ đã lấy sổ tiết kiệm, tức là họ đã giao tiền, giao tài sản. Đối với số tiền đó thì ngân hàng lúc ấy là chủ sở hữu, có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt theo đúng các cái quan hệ mà pháp luật cho phép. Và người dân lúc đó chỉ được hưởng cái hoa lợi tức mà trong trường hợp này gọi là lãi suất. Có thể xác lập nhiều tư cách khác nhau, nhưng ít nhất người dân không phải là người bị hại trong vụ này. Vì như vậy mới bảo đảm được cái quyền sở hữu hợp pháp của họ, đảm bảo được rằng cái sổ tiết kiệm của họ là hợp pháp. Đó là một chứng thư, là một cái có thể nói là gần như là một cái để giao kết hợp đồng trong cái việc gửi tiền. Họ đã giao tài sản và họ không có nghĩa vụ phải biết cái nội bộ quản trị cũng như là cái đạo đức hay là các cái hành vi khác của những người lao động của ngân hàng Ocean Bank. Ngân hàng mới là người tuyển dụng những cái chức danh đó, chứ còn người dân thì không thể có chuyện là biết được rằng là ai là người tốt, người xấu, mà người ta chỉ tin tưởng hệ thống ngân hàng và tin tưởng vào nền kinh tế cũng như là các cái quy định của pháp luật. Bởi vì nếu thiếu một trong các yếu tố đó thì không có ai đem tiền đi gửi. Qua vụ việc vừa rồi thì xin ông đưa ra một số biện pháp khắc phục trường hợp tương tự để có thể đảm bảo tiền gửi cho người dân ạ. Thực chất thì trong trường hợp này chúng tôi cho rằng là cần phải có cái sự hoàn thiện pháp luật. Trong đó thì ngoài cái việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì giữa các ngân hàng sẽ phải nâng cao cái trách nhiệm của mình trong việc mà quản trị doanh nghiệp thông qua các quy chế hoạt động của các cái tổ chức phụ thuộc như là các cái phòng giao dịch, các chi nhánh của ngân hàng. Ví dụ có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật đối với các sổ tiết kiệm khi mà thực hiện các giao dịch đấy. Thứ hai nữa là phải có cái dấu hiệu nhận biết giống như hàng giả, bởi vì có thể mỗi sổ tiết kiệm có thể thực hiện được các cái giao dịch khác nhau. Nhưng mà tức là khi mà người dân đã sử dụng đến cái đấy thì ngay lập tức nó được kích hoạt. Thứ hai nữa là người dân cũng lựa chọn các cái tổ chức tín dụng mà có uy tín và những ngân hàng mà có thể nói là đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chuẩn mà pháp luật cho phép. Nhưng đặc biệt là ở đây nó còn, tức là về điều kiện để hoạt động thì giống nhau, nhưng ở đây nó sẽ có một vấn đề là
lựa chọn cái tổ chức tín dụng nào, hay nói đúng hơn là cái ngân hàng nào nó có cái uy tín cao hơn chính các ngân hàng, để bảo vệ cái quyền lợi cho khách hàng của mình, là cũng là chính là để bảo vệ cho sinh kế cũng như là sự tồn tại của cái tổ chức tín dụng đó, thì họ sẽ phải kiện toàn về mặt nhân sự cũng như là cái quy chế hoạt động. Thực chất thì cái yêu cầu mà sử dụng các cái phương tiện điện tử để mà giám sát cái hoạt động gửi tiền cũng như là tham gia các cái giao dịch dân sự khác thì nó đã có rồi, nhưng hiện nay thì chủ yếu phát sinh ở các cái tài khoản cá nhân hoặc là một số cái dịch vụ khác ở trong, ví dụ như thẻ tín dụng thôi, chứ còn trong sổ tiết kiệm thì chúng tôi cho rằng là như hiện nay nó còn xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, đặc biệt là những cái sổ đấy có thể làm giả được. Thế thì tôi cho rằng là để đảm bảo thuận lợi cho cái người gửi tiền cũng như là cái quá trình huy động vốn của ngân hàng ấy, thì có thể sẽ làm theo cách thức như là cho vay tiền. Thì người dân người ta biết được rằng là nếu mình gửi bao nhiêu tiền này thì cần có sự phê chuẩn của ai đó để đảm bảo cái tính hợp pháp. Tất nhiên việc này thì nó có thể nó sẽ hạn chế cái việc mà gửi tiền nó sẽ khó hơn, nó không được thuận lợi như cũ. Thế nhưng mà trong một trường hợp thì chúng ta có thể thấy rằng là cái gì nó cũng tính hai mặt. Nếu như mà nó càng phức tạp thì cái mức độ an toàn nó sẽ cao hơn. Thế còn nếu như mà nó càng đơn giản thì cái rủi ro nó sẽ xuất hiện lớn hơn. Còn với tư cách là luật sư thì chúng tôi cho rằng là nhu cầu quan trọng là cần hoàn thiện pháp luật, và chắc chắn nếu như mà đã nhận thức được tính nguy hiểm của vấn đề thì họ sẽ có thể có nghĩ ra được nhiều những cái phương án mà nhiều cái giải pháp mà đáp ứng được cái yêu cầu là cái hoạt động bình thường của doanh nghiệp cũng như là cái nhu cầu của người dân và cuối cùng là cái quyền và lợi ích hợp pháp của những người dân đó. Xin được cảm ơn tiến sĩ luật sư Lê Văn Thiệp đã đến với buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc ông sẽ luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, tọa đàm các vấn đề xã hội của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.